Rồi, ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình sẽ đánh vị tướng Rodon với cái bộ trang phục là vùng vùng ánh sáng nha các bạn. Thì đây là cái bộ trang phục mà mình cảm thấy là nó bị khựng nhất trong số những cái trang phục mà của vị tướng Rodon hiện tại á. Kiểu nó có vẻ như hơi giật lắc đó, đó mấy bạn. Giật lắc mà nó hơi bị khựng luôn á. Đó là mình thấy rất là ít người chơi bị tướng lo với bộ skin này nha các bạn. Đánh hầu như là đánh những bộ skin chiến giáp ám hoặc là cái bộ skin hỏa vân tà thần nữa nha. Mình lại quên tên nữa. Cây cú rồi chứ. Các bạn già cả rồi nên hay quên quên tên với bộ skin rồi các bạn. Em quên tên một cái gì đó rất quen thuộc luôn. Rồi, hôm nay thì mình sẽ có kèo đối đầu với lại Azeka nha. Nên tên bạn sẽ có là Tulen đi rừng, hai pháp sư. Ở trên thì sẽ là cái kèo với của Hayate với lại Ryuma. Đây tên bạn muốn qua xâm lăng, muốn cúp rừng theo mình nè. Vô 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 đi bạn ơi, vô đi. Ép mà Darwin nè, ồ đông vậy. Ba người lớn à, đây đâu vô luôn, vô luôn liên ma đang xuống nè. Ôi thêm bốn người rồi, đánh luôn. Rồi ok, mình hạ được cái mạng của Senka nha. Thôi, ăn được con cua này nhưng mà tay mình mất rồng rồi. Mình sẽ cho mình phan tương lấy này, cái mình nhiều vốn mình hỗ trợ. Rồi thêm mẹ nó lên này. Trên thì Ajanka tính bắt Ryuma nhưng mà mình nghĩ phải này khó, anh rất khó bắt Ryuma nha mình. Xuống luôn. Dành đang xuống. Đánh luôn giờ này. Malok nè. Rồi ok, làm cái mạng của Malok các bạn. Ồ, phải này mình dọn cái lính xong mình hết mana, mình đi về luôn á. Các bạn có thể thấy nè, cái bộ trang phục này nó hơi bị khựng đó. Nên khi mình tung chiêu, chiêu một xong rồi chiêu mình dùng chiêu 2 để mình lướt á, thì các bạn thấy là nó có một cái độ khựng nhất định nha các bạn. Lại khi mà điều cầu á, nó cũng có cảm giác bị khựng luôn. Đó. Nên nó không có được mượt như mấy cái bộ skin kia. Đánh luôn nè. Rồi ok, lượm luôn. 303. Quá thơm rồi bạn. Thôi. Mình dọn xong cái lính này mình đi về. Mình hết mana rồi, không đánh nhau được đâu. Ok, có cục máu nào mình đừng xuống rồi, đợi xíu, đợi xíu. Ồ, chết hết trơn luôn kìa. Này còn gì đánh nữa. Hết mana rồi mấy ông ơi. Mình đang ép đường trên mà. Nói bạn thấy không, khi mà bạn sử dụng nhiều chiêu quá, nó dẫn đến là các bạn rất là hao mana nha. Thì con tướng Lolo này cái đam tay nó nhỏ lắm rồi, mà này nó xong điều mà rồi, băng xương cũng không cứu được bạn luôn. Hay thầy nó dí kiểu đó hay sao mà chạy nổi. Đợi xí, tướng lính cái đã, mình đem dần này mình đem luyện kim nha các bạn. Our Slayer Lane Tower is under attack.
Không vậy. Rồi nó xuống nè, xuống nè, lùi tí đi. Lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Mày mà nãy giờ tao mình vẫn chưa lấy được cái trụ chất tướng của tao mình khỏe hơn tem bạn đây nè. Rồi xong lẫm. Ồ băng xương hả? Băng xương thì cũng lên bảng luôn. Ok lẫm mạng ngay trên cao luôn các bạn. Rồi gia anh có hai cái mạng quá là thơm luôn. Rồi mình mang hỗ trợ thôi. Nếu như mà để cái đội hình của team bạn về lết á, là team mình hơi bị khó chơi nha. Đầu tiên là có ma lóc nè, lóc hất tung nè, thứ hai là có đó tao hất được hai người nè. Rồi ok làm được cái mạng của Vanhe luôn. Vanhe làm choáng nữa mày à. Còn hai AT thì bắn tanh thì khỏi nói rồi, bắn tanh là khổ bàn luôn. Ồ pha này xong ra rồi. Ồ vẫn chạy được kìa. Ồ vẫn không thoát được. Ok nhưng mà AD của mình ăn được cái mạng của Ajinka nha. Các bạn thấy không? Hồi nãy là mình dùng chiêu một mình dùng chiêu một xong mình dùng chiêu hai nó nhảy qua tường á. Nó bị khựng đó các bạn. Bị giật lắc và bị khựng nha. Ra bộ skin thì khá là đẹp luôn á nhưng mà lại không nếu mỏng. Boss thì lên lên khiên là nói bạn ấy lên giải để giải cái công ty của bạn Ma Lóc nha. Chứ để Ma Lóc nó nhảy vô đầu AD hoài là nó quẹt một quẹt rồi là AD mất nửa cây máu rồi. Chủ là mình bảo kê chủ lực thôi để chủ lực được bắn thôi bạn. Cáp mà được bắn thì mình nghĩ có thể là chấp cả AT và chấp cả Vanhe luôn nha. Rồi cơm cơm bát là mỏng đây rồi. Rồi view ba lên bảng luôn. Lên bảng hết luôn. Rồi, cơm bát mà thua quá thôi luôn. Tem bạn chết một và tem mình chết ba luôn. Ăn đi chắc đem bạn ở trên này ăn ăn nhân công rồi nên là mình ăn cái này xong mình xuống nè. À van nào van nào van 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 đó ăn ăn xong rồi đó. Van đâu rồi nó về nó kìa kìa nó bắt ở đây mình nữa kìa. Adrien đi đâu vậy? Đánh luôn. Rồi con này tao bạn xong các bạn này chạy đi đâu nữa? Ta thêm con này sao chạy được nữa? Mà mình có con xương nha. Rồi, mình lên đây để mình ke coi. Lên cao là mình đẩy cái công ty liền nha. Thấy ai trên ga nè, lên 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 cao đi bạn. Thế là tem bạn cũng lên để hỗ trợ con rồng này nè. Đó, con xe da này nè, đây nè. Đấy. À, bây giờ mình sẽ đẩy cầu rồi ok dính mà không qua dùng nam luôn quê luôn. Ồ bài này chắc khó thủ rồi, khó thủ rồi. Về view ma ơi. Ồ mà lóc nó nhảy ra kìa.
Ồ, xem pha này thì mình dùng băng chuông hơi sớm mà rồi xong ra nè. Hai nhìn ca nó khống chế khó chịu cực kỳ luôn các bạn. Vậy mà ông Alvin nó ổng lên khiên được. Mất luôn cái trụ này quá. Rồi ra đây mình hạ ấy. Ui, ông mà nữa kìa. Và nãy mình dùng cái băng xương hơi sớm đó là pha lúc nãy hai pha lúc nãy mình không có băng xương nên mình đép trụ nha. Bắt đầu tem bạn bắt đầu mạnh lên đó, thì 2AD của tem bạn là có cây đê khá khá là ổn luôn các bạn. Hay là bây giờ hạ được một người thì còn một người nữa nha, nên là phải chia ra đó nha, chứ dồn vô một người hết là còn người còn lại bắn bắn đã tay luôn á. Ai tê tớp đây là cũng là một cái giáo án lâu rồi các bạn. Đây là dính hả? Rồi lụm đấy, lụm bạn lụm luôn, lụm luôn. Rồi pha này chắc win luôn rồi các bạn ơi, pha này thêm mình chắc all win luôn quá. Ôi pha này khó bắt được tu lên này. Đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Hay luôn, bây giờ chỉ việc là để cho AD bắn trụ rồi, vô bắn nhà thôi. Hết lính rồi. Rồi vậy thôi, về kinh công đi. Về cái nha. Các bạn thấy không, khi mình dùng chiêu nó có một cái độ cận á. Vừa cận vừa giật lắc, mà vừa cận luôn. Còn khi mấy bạn dùng mấy cái bộ skin khác đó, là khi mà các bạn dùng chiêu hai các bạn lướt đi á, là nó sẽ không có bị cận nhưng mà không bị giật lắc như vậy nha. Đó. Trừ khi tình trạng bị mạng, bị cái mạng của mình nó hơi đỏ thôi, đỏ hoặc là vàng thôi. Đây nè, ung ti vô nè. Rồi, ok, thôi rồi, mất kinh công rồi. Mất kinh công rồi, nhưng mà cho mình chắc khoảng giao tranh được các bạn. Quay lại, đánh luôn. Ghi qua đẩy luôn đi. Ghi qua đẩy đi, đẩy đi. Được, được. Để ghi qua đẩy, Ồ, phải. Bắn đâu thế nhờ? Ngồi tem bạn lên bắn hai người, còn hai người chắc giờ em kẹp đâu rồi, rồi đẩy vô. Rồi, pha này win này. Win ơi. Ôi, pha này win này nhờ, bắt đo các bạn ơi. Giao tranh tổng, giao tranh tổng lại. Để luôn.